Đây chỉ là duyên sanh, là như huyễn, do sự biến chuyển tương tục mà có. Nếu có biến chuyển thì cũng chẳng thật có vậy. Bởi nhân duyên vậy nên chấp tướng của các pháp trong ba đời đều có thật là phạm lỗi lầm. Hỏi người đời này làm năm tội bội phản ngũ nghịch, nếu cứ y theo luật nhân quả thì phải đọa vào địa ngục, như vậy làm sao có thể biến chuyển thành vô tội được? Đáp, người làm năm tội bội phản sẽ phải bị đọa địa ngục, nhưng nếu khi làm tội tự biết mình có tội, ăn năn hối cải thì có thể tiêu được một phần tội lỗi, như vua A Xà Thế phạm tội giết cha, nhưng khi được nghe Phật dạy cho ông các pháp đại sám hối thì trong tự tâm ông đã chuyển ác thành thiện niệm, nên ông liền được tiêu bớt một phần tội lỗi. Phải nên biết rằng lý nhân quả nhiếp trong lý duyên khởi, nhưng duyên khởi thì lại trùng trùng vô tận, tương tục chuyển biến. Ví như hạt lúa ở mùa này là nhân sinh ra cây lúa ở mùa sau. Tuy hạt giống rất tốt, nhưng nếu thiếu các nhân duyên bên ngoài như phân nước, thời tiết, vân vân, thì hạt lúa kia cũng chẳng cho được kết quả tốt, cây lúa mọc lên sẽ èo uột, yếu ớt vậy. Trái lại, hạt lúa giống tuy xấu, nhưng nếu có đủ các trợ duyên tốt, thì cây lúa mọc lên cũng mập mạnh như ý muốn vậy. Cũng như vậy, nếu thần khẩu ý đều theo trí huệ hành mà chẳng bị các nghiệp dẫn, thì đương nhiên các chủng tử xấu của đời trước sẽ bị lép dần, chẳng còn hội đủ các duyên để khởi thành hiện hạnh nữa. Bởi vậy nên nói ba đời nhân quả có thể chuyển tốt thành xấu hoặc chuyển xấu thành tốt. Đây là do các duyên nghiệp huân tập đời trước mà đời sau thọ quả báo vậy. Hãy lấy một thí dụ khác. Ví như trước đây ta đã từng thấy lửa đốt củi cháy. Do đã thấy cảnh tượng ấy nhiều lần rồi mà niệm tưởng ở nơi ta càng lâu càng tăng trưởng. Các niệm quá khứ đã diệt rồi, thế nhưng nếu hôm nay ta thấy lửa đốt củi cháy thì ta liền biết nay đó là lửa để đốt củi, đó là củi để trụm lửa vậy. Vì sao? Vì các niệm tương tục sanh ra, tương tục hơn vào, lại nhờ có ước tưởng nhiều lần rồi nên nay vừa thấy một pháp đã từng thấy, đã từng biết trong quá khứ, ta liền nhận diện ra được. Lại nữa, do ba đời nhân quả mà đời nay mới có người thông minh, có người dốt nát, có người giàu sang, có người nghèo túng, có người hiền đức, có người độc ác, vân vân. Dùng tâm thức quan sát các nhân sanh ở trong nội tâm và các pháp trợ duyên ở bên ngoài, ta có thể biết sơ lược về ba đời duyên nghiệp tương tục, nhưng ở nơi hiện tại ta chẳng có thể rõ được các tâm sở pháp tương tục sanh diệt vậy. Hỏi, trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, ở phẩm như tướng có nói ba đời cũng chỉ là một tướng nhất tướng, lời ấy có ý nghĩa gì? Vì sao nói trí huệ thông đạt vô ngại cả ba đời? Đáp, Phật có hai lối thuyết pháp, đó là thuyết phân biệt các pháp tướng. Thuyết các pháp tướng đều là rốt ráo không, đều là vô tướng. Dùng trí huệ thông đạt vô ngại các pháp trong ba đời, biết rõ các pháp đều là vô thường, là bất khả đắc, là bất khả đắc không. Lại nữa, Phật thuyết pháp có phân biệt rõ hai đạo, đó là đạo phước đức, đạo trí huệ. Đạo phước đức hay sanh các phước báo công đức, đạo trí huệ khiến rõ biết các pháp đều duyên sanh, đều là tự tánh không. Nhờ vậy mà xả được sự trói buộc của cảnh giới, tâm chẳng còn chấp đắm nữa. Cả hai đạo này ví như mặt trăng mặt trời cùng nhau nuôi dưỡng vạn vật, hỗ trợ cho nhau vậy. Hỏi, vô tướng là hữu biên hay vô biên? Đáp, vô tướng là vô biên vì là bất khả đắc. Hỏi, vì sao các đệ tử của ngài Maha Kachin Diên cũng có nói đến 18 bất cộng pháp? Đáp, biển Phật pháp vô lượng vô biên, những pháp môn tu như năm căn năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, vân vân, chỉ là những giọt nước nhỏ trong biển lớn mênh mông. 18 bất cộng pháp do các đệ tử của ngài Maha Kachin Diên nêu ra chẳng phải là 18 bất cộng pháp của Phật. Nên biết chư Bồ Tát, chư A La Hán cũng biết về thị xứ, phi xứ, cũng biết về ba đời nghiệp báo, nhưng đó chỉ là pháp của hàng Bồ Tát và hàng Thanh Văn, chẳng phải là bất cộng pháp của Phật. Hỏi, có phải hàng Bồ Tát và hàng Thanh Văn vì không có được tận trí biến tri nên không có được 10 lực như Phật chăng? Đáp, Phật nói 10 lực mà không nói về tận trí biến tri, chỉ nói đến thị xứ, phi xứ, về sang các đoạn sư giải pháp Phật mới nói đến tận trí biến tri. Hỏi, vì sao trong kinh Đại Thừa Maha Diễn cũng có nói đến tận trí biến tri? Đáp, chẳng phải như vậy, chỉ có kinh Thanh Văn nói đến tận trí biến tri. Trong kinh Thanh Văn nói Phật có tận trí biến tri, còn hàng Thanh Văn chỉ có một phần mà thôi. Còn 18 bất cộng pháp của Phật thì hàng Thanh Văn chẳng có được phần nào cả, vậy mới gọi là bất cộng pháp.
Hỏi, trong 18 bước cộng pháp, hàng thanh văn cũng có được một phần. Có khác chăng là hàng thanh văn chưa có được thân khẩu ý không có lỗi như Phật? Như vậy, vì sao nói hàng thanh văn không có phần nào trong 18 bước cộng pháp cả? Đáp, không thể nói như vậy được. Vì sao? Vì thân khẩu ý của Phật thường không có lỗi lầm, nên chỉ Phật mới có 18 bước cộng pháp, chẳng có ai có được vậy. Trừ vị A-la-hán khi thuyết pháp, chẳng có được oai lực như Phật. Hỏi, vì sao có thuyết nói kinh thành văn cũng có nói đến 18 bước cộng pháp như sau đây: một, rõ biết hết thảy các pháp nên gọi là nhất thiết trí; hai, công đức chẳng thể nghĩ bàn nên gọi là công đức vô lượng; ba, tâm thâm niệm chúng sanh nên gọi là tâm đại bi; bốn, được vô tỷ trí nên gọi là trí huệ tự tại; năm, thường ở trong định nên gọi là định tự tại; 6. Phương tiện hóa độ chúng sanh; 7. Biết các pháp nhân duyên nên thọ ký cho vô lượng chúng sanh; 8. Biết thật tướng các pháp nên việc thọ ký chẳng có hư dối; 9. Chú tướng phân biệt nên lời nói không có lỗi; 10. Đầy đủ 10 lực nên thành tựu trí huệ; 11. Ở nơi các pháp hữu vi mà quán các pháp ấy là vô ngã nên thành tựu được hạnh xả; 12. Kéo biết thời và phi thời nên an lập ba thừa đạo; 13. Thường nhất tâm nên không mất niệm; 14. Trong vô lượng, trong A Tăng kỳ kiếp, khéo tu thiện căn nên không có huân tập phiền não; 15. Được chân tịnh trí; 16. Đời đời được kính trọng tôn thờ, được vô kiến đảnh tướng; 17. Do tu đại bi nên chỗ nào Phật bước đến thì chúng sanh đều cảm thấy mát mẻ; 18. Được thần thông ba la mật. Đáp, 18 công đức vừa nêu trên đây chẳng phải là 18 bước cộng pháp của Phật, trong ba pháp tạng đều chẳng có nói đến. Đây là do hàng thanh văn đệ tử của ngài Maha Kachinjian luận bàn nhằm tán dương công đức của Phật. Trên đây có nói đến trí huệ tự tại, định tự tại, không mất niệm, không có lỗi, vân vân. Tất cả những điều ấy đều lấy từ trong kinh Đại thừa Maha Diễn rồi luận bàn rộng thêm ra. Tuy trong kinh Đại thừa Maha Diễn cũng có nói đến vô kiến đảnh tướng, có nói đến tướng lòng bàn chân mềm mại, nhưng các tướng ấy chỉ là những tướng hữu lậu nơi thân Phật, chẳng có xếp vào trong 18 bước cộng pháp của Phật được. Vì sao? Vì hết thảy 18 bước cộng pháp của Phật đều dẫn nghĩa từ nơi trí huệ. Do trí huệ mà thân Phật có đại lực như voi chúa, có vô lượng vô biên thần thông lực. Thế nhưng tất cả các công đức ấy đều chẳng nên nói ở nơi 18 bước cộng pháp của Phật, chỉ nên nói đến các công đức trí huệ của Phật mà thôi, không nên nói đến các quả báo khác. Trong A Tỷ Đàm phân biệt nói 18 bước cộng pháp nhiếp năm chúng nên thân khẩu ý không có lỗi lầm vì trí huệ hành. Như vậy là vì nhiếp sắc chúng không khác tưởng mà nói, ví như nói tâm chẳng có bất định, thường ở trong định là nhiếp được thức chúng rồi vậy. Lại có thuyết nói ở địa thứ 9 cửu địa thì bốn sắc đều nhiếp về vô lậu. Lại có thuyết nói sắc pháp do hai duyên sanh là nhân duyên và tăng thượng duyên. Lại có thuyết nói sắc pháp là dư tàng của bốn duyên sanh hoặc của bốn vô duyên sanh. Lại có thuyết nói có 14 thứ hữu duyên mà chỉ riêng có bốn là tùy tâm hành mà chẳng có tùy tâm tương ưng. Lại có thuyết nói trong 14 hữu duyên có 13 tùy tâm hành và cũng tùy tâm tương ưng, và một chẳng có tùy tâm hành cũng chẳng có tùy tâm tương ưng. Như vậy trong A Tỷ Đàm phân biệt nói có các hạnh, còn vào trong Bát Nhã Ba La Mật thì thật tướng của hết thảy các pháp đều là vô tướng, ở nơi nhất tâm chỉ có một tướng duy nhất là tịch diệt tướng mà thôi. Hết quyển 26. Luận Đại Trí Độ, quyển 27. Phẩm thứ nhất, tiếp theo, Đại Từ Đại Bi. Hỏi, thế nào gọi là Đại Từ Đại Bi? Đáp, Đại Từ và Đại Bi là hai tâm đức rộng lớn của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Đại Từ là đức từ rộng lớn, thường niệm hết thảy chúng sanh, giúp đỡ và đem lại niềm vui cho hết thảy chúng sanh. Đại Bi là đức bi rộng lớn, thương xót hết thảy chúng sanh, cứu khổ cho hết thảy chúng sanh, độ chúng sanh ra khỏi ngục tù ba cõi. Trước đây cũng đã có nói, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phải tu bốn vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Từ là thương nhớ, ban vui như bà mẹ hiền thương con, làm đủ mọi việc để cho con mình được vui. Bi là thương xót, cứu khổ như cha thấy con bị lao tù, tìm đủ mọi cách để cứu thoát con ra khỏi chốn đau khổ.
Hỏi thế nào gọi là tiểu từ tiểu bi? Đáp: ở nơi bốn vô lượng tâm, từ chỉ là tiểu từ, bi chỉ là tiểu bi. Ở nơi 18 bất cộng pháp, từ mới là đại từ, bi mới là đại bi. Ở nơi tâm của phàm phu, của hàng thanh văn, từ chỉ là tiểu từ, bi chỉ là tiểu bi. Ở nơi tâm của chư Phật và chư Đại Bồ Tát, thì từ mới là đại từ, bi mới là đại bi. Hỏi: vì sao nói Bồ Tát hành đại từ đại bi? Đáp: từ và bi nơi Đại Thừa Maha Diễn gọi là đại từ đại bi. Hàng thanh văn do nặng nề tự lợi hơn lợi tha, nên dù có thương nhớ chúng sanh nhưng chưa thật sự đem lại sự an vui cho họ. Dù có thương xót chúng sanh nhưng chưa thật sự cứu họ ra khỏi chốn khổ đau. Do vậy chỉ mới có tiểu từ tiểu bi mà thôi. Trừ Đại Bồ Tát do tâm lợi tha rộng lớn nên thương nhớ chúng sanh, đem lại niềm vui cho hết thảy chúng sanh, thương xót chúng sanh, độ họ ra khỏi các khổ. Do vậy mà từ bi của Bồ Tát mới gọi là đại từ đại bi. Từ bi của Phật là đại từ bi khởi sanh 10 lực, 4 vô sở ý, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp. Từ bi của Phật là đại pháp có oai lực phá tan ba đường ác, ban cho chúng sanh ba thứ vui là vui ở cõi người, vui ở cõi trời, vui ở niết bàn. Tâm từ bi của Phật rộng lớn, biến khắp cả mười phương, thông suốt cả ba đời. Tưởng niệm hết thảy chúng sanh, đến những côn trùng nhỏ bé cũng chẳng có bỏ sót. Bồ Tát hành đại từ đại bi, phát nguyện độ hết thảy chúng sanh ra khỏi ba đường ác. Vì lợi ích cho chúng sanh, Bồ Tát thường hành đại bố thí, chẳng hề thối chuyển, chẳng hề tiếc thân mạng mình, để đem lại cho chúng sanh đầy đủ các phước lạc thiền định, nhằm dẫn họ vào đạo giải thoát. Hỏi: tâm Phật rộng lớn vô lượng vô biên, sao chỉ nói đến hai tâm đại từ và đại bi mà thôi? Đáp: tất cả công đức của Phật đều là đại, rộng lớn, vô lượng, vô biên cả. Đại từ đại bi là hai tâm đức rộng lớn trong vô lượng vô số tâm đức của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Bồ Tát vì thấy chúng sanh thọ vô lượng khổ đau, tâm và thân đều khổ, nên phát tâm đại từ đại bi. Bồ Tát vì thương xót chúng sanh nên trải qua vô lượng đời ra vào sanh tử mà chẳng hề nhàm chán, dạy cho chúng sanh tu chứng niết bàn mà chính mình vẫn chẳng nhập niết bàn. Bồ Tát tuy đã được Phật đạo, đã thành tựu vô lượng thậm tâm giải thoát mà đều xả tất cả, đều sống hòa mình với chúng sanh, dùng mọi thí dụ, mọi nhân duyên nói pháp. Lại nữa, Bồ Tát do có tâm đại từ đại bi mà giữ được tâm thường bất động, chẳng có sân nhuế, chẳng có oán giận trước sự mắng nhiếc, hủy báng, hành hung của kẻ ác, cũng như chẳng tỏ sự vui mừng trước sự tôn kính, tán thán, cúng dường của mọi chúng sanh. Phật vì lợi ích chúng sanh mà trong vô lượng kiếp đã khéo làm những việc rất khó làm chưa từng thấy ở thế gian. Trong kinh Bổn Sanh có kể mẩu chuyện vua Thi Tỳ, tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, đã chẳng tiếc thân mạng, tự cắt thịt mình trao cho chim ưng để cứu mạng một con chim bồ câu nhỏ bé. Xem thêm quyển 4 ở bộ luận này. Việc làm này đã khiến các hàng trời rồng quỷ thần xưng tán, khiến mặt đất dấy lên 6 điều chấn động. Như vậy gọi là tâm đại từ đại bi. Hỏi: ở nơi thâm thiền định có vô lượng công đức trí huệ nên chẳng được gọi là đại từ đại bi, nhưng dùng công đức trí huệ để nói pháp độ sanh, sao lại chẳng gọi là Bồ Tát đại từ đại bi? Như vậy tướng của đại trí huệ và tướng của đại từ bi sai khác nhau như thế nào? Đáp: tướng của đại trí huệ rất khó thấy, khó biết, chẳng hề có thể dùng tư duy suy lược mà biết được trí huệ. Trí huệ của Phật rất vi tế nhiệm màu, đến ngài Xá Lợi Phất cũng chẳng có thể rõ biết được, huống nữa là hàng phàm phu. Còn tướng của đại từ bi dễ thấy dễ biết, ví như trước cảnh Bồ Tát xả thân để cứu mạng người khác, thì những ai trông thấy đều rõ biết tâm đại từ đại bi của Bồ Tát vậy. Bởi nhân duyên vậy nên phàm phu dễ tín thọ từ bi, còn trí huệ thì chỉ những người đã được đạo mới tín thọ được vậy. Ví như trẻ con thích uống các thứ thuốc ngọt, không thích uống các thứ thuốc đắng. Chỉ có người trí mới biết được tánh của các thuốc hay, dù đắng nhưng uống vào sẽ chóng lành bệnh. Tướng của đại từ đại bi là thường niệm tưởng, thường thương xót chúng sanh, thường ban vui cứu khổ cho chúng sanh. Cho nên thường duyên bốn vô lượng tâm của Phật và Bồ Tát. Phật là đấng đại từ, đại bi, đại trí. Phật dùng đại từ, đại bi để nhiếp độ chúng sanh mà chẳng có chấp tướng từ bi, khác hẳn với đại từ, đại bi trong pháp của Ngài Maha Kachinjian. Vì sao? Ngài Maha Kachinjian diễn bài đại từ, đại bi qua sự tướng nên chỉ là pháp hữu lậu vậy. Hỏi: hoa sen phải từ nơi bùn lầy vươn lên, như vậy đại từ cũng phải từ nơi hữu lậu mới có được. Như vậy vì sao nói đại từ đại bi là căn bản pháp, là vô lậu pháp, chẳng phải là hữu lậu pháp? Đáp: Bồ Tát tuy chưa thành Phật
nhưng chẳng còn dụng tâm hữu lậu khi hành đại từ đại bi. Vì sao? Vì hành đại từ đại bi với tâm hữu lậu là có lỗi lầm vậy. Thành Văn và Bích Chi Phật vì chưa được vô ngại giải thoát, vì ở nơi thiền định còn nhiều chỗ nghi nên vẫn còn thích hữu lậu. Phật và Bồ Tát chẳng phải như vậy, nên tâm đại từ đại bi của Phật và Bồ Tát là thuần vô lậu. Hỏi: Phật vì chúng sanh mà khởi đại từ bi tâm, như vậy nếu chẳng dùng hữu lậu thì làm sao độ thoát chúng sanh được? Đáp: Trí huệ của Phật chẳng thể nghĩ bàn được, dù thường ly chúng sanh mà vẫn thường dùng tâm đại từ đại bi để nhiếp độ chúng sanh. Vì sao? Vì ở trong khắp mười phương, tâm cầu tướng của chúng sanh là bất khả đắc. Bởi vậy nên Phật dùng tâm đại từ đại bi để nhiếp độ chúng sanh mà chẳng có chấp thủ tướng chúng sanh. Trong kinh nói rằng khi Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi Phật từ tâm có bao nhiêu duyên, Phật dạy có ba duyên là duyên chúng sanh, duyên pháp và vô duyên. Chỉ có Phật mới hành được cả ba duyên. Vì sao? Vì tướng chúng sanh là rốt ráo bất khả đắc. Bởi vậy nên nói các bậc nhất thiết trí đã đoạn sạch các lậu, nên thường dùng hữu lậu để độ sanh mà vẫn thường ở nơi tánh vô lậu. Hỏi: Trí vô lậu duyên được hết thảy các chỗ hay còn có chỗ chẳng duyên được? Đáp: Trí vô lậu duyên được hết thảy pháp vô lậu cũng như hữu lậu. Hỏi: Vì sao trí vô lậu duyên được các pháp hữu lậu? Đáp: Bồ Tát tuy ở nơi tánh vô lậu mà vẫn giữ dư tàng hữu lậu để làm lợi ích cho chúng sanh, nên vẫn duyên được các pháp hữu lậu. Pháp hữu lậu chỉ là pháp đối đãi, do đối đãi nên mới có phân biệt, có suy lượng, mới cân nhắc hơn thua phải trái, như lấy cân mà đo lường các vật vậy. Trí hữu lậu chỉ duyên được các pháp hữu lậu, còn trí vô lậu duyên nhất hết thảy các pháp hữu lậu cũng như vô lậu. Hỏi: Vì sao trí vô lậu lại duyên nhiếp được hết thảy các pháp hữu lậu và vô lậu? Đáp: Các pháp hữu lậu chỉ là giả danh, là hư dối, chẳng thật có, nên chẳng phải là pháp chân thật. Trong kinh Đại Thừa Maha Diễn, sau khi nói đầy đủ về 10 trí rồi, có nói thêm trí thứ 11 là như thật trí. Đây là trí như thật biết tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp vô ngại. Khi 10 trí kia đã vào trong như thật trí, thì được hòa đồng với như thật trí thành một trí duy nhất gọi là vô lậu trí. Ví như nước từ trong sông chảy dồn vào biển, hòa đồng với nước biển trở thành nước biển cả vậy. Ngoài ra cũng nên biết đại từ đại bi của Phật có đầy đủ các tam muội như tam muội vương, tam muội sư tử, du hí, tam muội vân vân. Phẩm thứ nhất tiếp theo: đạo trí huệ, đạo chủng huệ. Kinh: Bồ Tát Ma Ha Tát muốn được đầy đủ đạo trí huệ, đạo chủng huệ phải tu tập bát nhã ba la mật. Muốn dùng đạo trí huệ để được đầy đủ đạo chủng huệ phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận có rất nhiều đạo môn phân biệt như sau: một đạo môn, đạo duy nhất hướng về niết bàn, ở trong thiện pháp thân tâm không phóng dật, nhất tâm niệm đạo. Hai đạo môn, có rất nhiều nhóm hai đạo môn như thiện và ác, thế gian và xuất thế gian, định đạo và huệ đạo, hiếu lậu đạo và vô lậu đạo, kiến đạo và tu đạo, học đạo và vô học đạo, tín hành đạo và pháp hành đạo, hướng đạo và quả đạo, tín giải thoát đạo và huệ giải thoát đạo, vân vân. Nói rộng có vô lượng hai đạo môn. Ba đạo môn, có rất nhiều nhóm ba đạo môn như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ngay trong đạo súc sanh cũng có ba địa, cũng có ba là địa hành, thủy hành và không hành. Ngay trong đạo quỷ thần cũng có ba là bất tịnh quỷ, thần quỷ và ngạ quỷ. Lại có thiên đạo, đạo trời, nhân đạo, đạo người và niết bàn đạo. Ngay ở loài người cũng có ba hạng là người thọ dục và hành ác, người thọ dục mà chẳng hành ác, người chẳng thọ dục cũng chẳng có hành ác. Ngay nơi loài trời cũng có ba hạng là trời cõi dục, trời cõi sắc và trời cõi vô sắc. Niết bàn cũng có ba bậc là niết bàn Thanh Văn đạo, niết bàn Bích Chi Phật đạo, niết bàn Phật đạo. Lại có ba thừa giáo là Thanh Văn thừa, Bích Chi Phật thừa, Bồ Tát thừa. Ngay trong Thanh Văn có ba đạo là học đạo, vô học đạo và phi vô học đạo. Ngay trong Phật đạo cũng có ba là ba la mật đạo, phương tiện đạo và tịnh thế giới đạo. Lại có ba cấp tu là sơ phát ý đạo, tu thiện đạo và thành tựu tịnh thế giới đạo. Lại có ba lối tu là tu giới đạo, tu định đạo và tu huệ đạo, vân vân. Nói rộng có vô lượng ba đạo môn. Bốn đạo môn, có rất nhiều nhóm bốn đạo môn như có phạm phu đạo, Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật đạo và Phật đạo. Có bốn thánh đế gồm khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Có bốn quả sa môn là tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm và a na hán.
có bốn niệm xứ gồm thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ. Có bốn chánh cần gồm ác đã sanh khiến đoạn dứt, ác chưa sanh khiến đừng cho sanh, thiện đã sanh khiến thêm tăng trưởng và thiện chưa sanh khiến được sanh. Có bốn vô lượng tâm gồm từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Có bốn tăng thượng đạo là dục tăng thượng đạo, tinh tấn tăng thượng đạo, tâm tăng thượng đạo và huệ tăng thượng đạo. Có bốn trường hợp tu đạo là đời nay vui mà tu đạo, vì nhàm chán sanh tử mà tu đạo, vì vô lậu mà tu đạo và vì phân biệt huệ mà tu đạo, vân vân. Nói rộng có vô lượng bốn đạo môn, năm đạo môn. Có rất nhiều nhóm năm đạo môn như có năm đạo chúng sanh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người và trời. Có năm vô học đạo là giới, định huệ, giải thoát và giải thoát trí kiến. Có năm cõi tịnh cư thiên là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên và sắc kiếu cánh thiên. Có năm thừa đạo là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, bích chi phật thừa và bồ tát thừa. Có năm phân biệt đạo là phân biệt sắc pháp đạo, phân biệt tâm pháp đạo, phân biệt tâm số pháp đạo, phân biệt bất tương ưng hành đạo và phân biệt vô vi đạo. Có năm thứ đạo, đoạn đạo là khổ đế đoạn đạo, tập đế đoạn đạo, diệt đế đoạn đạo, đạo đế đoạn đạo và tư duy đoạn đạo. Lại có năm dục thiên đạo, năm như năm pháp ngữ đạo, năm phi pháp ngữ đạo, vân vân. Nói rộng có vô lượng năm đạo môn. Sáu đạo môn có rất nhiều nhóm sáu đạo môn như có sáu chủng đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời và Atula. Lại có sáu trần đạo, sáu trần hòa hợp đạo, sáu thần thông đạo, sáu A-la-hán đạo, sáu định đạo, sáu ba la mật đạo, vân vân. Nói rộng có vô lượng sáu đạo môn, bảy đạo môn. Có rất nhiều nhóm bảy đạo môn như có bảy giác chi, bảy địa vô lậu đạo, bảy tưởng định đạo, bảy tịnh đạo, bảy thiên nhân đạo, bảy pháp phước đạo, bảy trợ định đạo, vân vân. Nói rộng có vô lượng bảy đạo môn. Tám đạo môn có rất nhiều nhóm tám đạo môn như có tám thánh đạo, tám giải thoát đạo, tám bối xả, vân vân. Nói rộng có vô lượng tám đạo môn. Chín đạo môn có rất nhiều nhóm chín đạo môn như có chín thứ đệ định, chín a la hán đạo, chín bồ tát địa, chín phương tiện ba la mật để độ thoát chúng sanh và tịnh phật quốc độ, vân vân. Nói rộng có vô lượng chín đạo môn. Mười đạo môn có rất nhiều nhóm mười đạo môn như có mười vô học đạo, mười tưởng đạo, 10 nhất thiết xứ, 10 thiện đạo, 10 bất thiện đạo, 10 địa Bồ Tát, vân vân. Nói rộng hơn nữa có 162 nhóm đạo môn dẫn đến có vô lượng nhóm đạo môn. Biết rõ hết thảy các đạo môn thì gọi là tận trí biến chi, như vậy gọi là đạo chủng huệ. Hỏi Bát Nhã Ba La Mật là đạo môn bậc nhất của Bồ Tát, chỉ là một tướng nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng. Vì sao nay lại nói đến nhiều đạo môn như vậy? Đáp: tất cả các đạo môn cũng chỉ là một, là thần tướng pháp cả. Người sơ học phải học qua các đạo môn rồi sau mới có thể quy tất cả về một tướng duy nhất, nhất tướng, mà chẳng còn sanh các niệm sai biệt. Cũng như đến thời kiếp tận thì lửa thiêu đốt tất cả, khiến tất cả đều trở thành hư không. Bồ Tát dẫn đạo chúng sanh nên phải học hết thảy đạo môn thế gian và xuất thế gian vậy. Hỏi: vì sao Bồ Tát ở nơi nhất tướng mà còn phân biệt được các đạo môn thế gian và xuất thế gian? Đáp: thế gian do ước tưởng điên đảo mà phân biệt các pháp có đối đãi, có sai khác, mà chẳng biết rằng hết thảy các pháp đều là như mộng như huyễn, đều là tự tướng không. Ở nơi vô tướng và vô tác mà các căn trần thức hòa hợp, duyên khởi sanh ra có hơn các pháp, rồi phàm phu điên đảo chấp đắm vậy thôi. Như vậy là do bị lưới tà kiến bủa vây mà phàm phu điên đảo chấp các tướng để phải chịu qua lại mãi trong các nẻo đường sanh tử. Hỏi: thế nào gọi là xuất thế gian? Đáp: như thật biết hết thảy các pháp là xuất thế gian. Vì sao? Vì người trí rõ biết thế gian và xuất thế gian đều là bất khả đắc cả. Chỉ vì do đối đãi mà có phân biệt giữa thế gian và xuất thế gian, nhưng cả hai đều chẳng có định tướng, đều là bất khả đắc cả. Người tu hành chẳng chấp thế gian mà cũng chẳng chấp xuất thế gian nên phá được ái mạn, khiến chẳng còn cùng với thế gian đấu tranh vậy. Vì sao? Vì người tu hành biết rõ thế gian là hư dối nên chẳng giấy tâm phân biệt, rõ biết năm ấm là giả hợp, là bất khả đắc, chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu. Người tu hành quán năm ấm là vô tướng, là vô tác, như vậy gọi là xuất thế gian. Lại nữa, người tu hành quán thế gian và xuất thế gian đều là bất khả đắc. Quán trong hợp có ly, trong ly có hợp,
nên chẳng có niệm tưởng phân biệt thế gian và xuất thế gian, như vậy gọi là xuất thế gian. Người tu hành chẳng xả thế gian mà cũng chẳng chấp xuất thế gian, mới thật sự vào trong xuất thế gian đạo. Lúc bấy giờ cả hai đạo hữu lậu và vô lậu đều hòa đồng với nhau, đều trở thành nhất tướng, thành vô tướng vậy, như vậy gọi là đạo chủng huệ. Kinh muốn dùng đạo chủng huệ để được đầy đủ các nhất trí, phải tu tập bát nhã ba la mật. Muốn dùng nhất thiết trí để được đầy đủ nhất thiết chủng trí, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận hỏi nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí khác nhau như thế nào? Đáp tuy đồng nhưng cũng có sai khác. Nhất thiết trí nhất về tổng tướng, nhất thiết chủng trí nhất về biệt tướng. Nhất thiết trí là nhân, nhất thiết chủng trí là quả. Nhất thiết trí nhằm tổng phá hết thảy pháp trong vô minh. Nhất thiết chủng trí quán tưởng pháp riêng biệt, phá tưởng pháp riêng biệt nhằm tận phá vô minh. Ví như nhất thiết trí quán cả bốn đế, nhất thiết chủng trí quán từng đế riêng rẽ, lại như nhất thiết trí quán khổ đế, biết rõ tám tướng khổ ở nơi hết thảy chúng sanh, nhất thiết chủng trí quán từng loại chúng sanh chịu khổ, lại như quán chung cả sáu căn sáu trần sáu thức, như vẻ nhất thiết trí quán riêng rẽ từng căn trần thức nhiếp về nhất thiết chủng trí. Chư vị a la hán rõ biết tổng tướng của các pháp, như rõ biết về vô thường, về khổ, về không, về vô ngã, rõ biết về 12 nhập, về 18 giới, vân vân, gọi là được nhất thiết trí. Tuy nhiên hàng thành văn khó có thể biết được hành nghiệp của mỗi người trong ba đời, cũng chẳng có thể biết được hành nghiệp của hết thảy chúng sanh trong cõi diêm phủ, và rộng hơn nữa trong 3.000 đại thiên thế giới, chẳng có thể biết được ngôn ngữ của các loài, chẳng có thể biết được do duyên gì mà chúng sanh có quả báo tốt hay xấu, sang hay hèn, giàu hay nghèo, do duyên gì mà chúng sanh được phước hay bị tội, do duyên gì mà chúng sanh được đạo hay bị đạo và ba đường ác, vân vân. Như vậy hàng thanh văn ở ngay nơi pháp hiện tiền còn chẳng có thể hay biết đầy đủ, thì làm sao có thể biết được thâm nghĩa của các tâm và tâm sở pháp, biết được hết thảy thiền định trí huệ cùng hết thảy các pháp. Bởi vậy nên hàng thanh văn chưa có được nhất thiết chủng trí, chỉ có Phật mới tận biết hết thảy các pháp, nên chỉ có Phật mới được gọi là đấng nhất thiết chủng trí mà thôi. Các hàng thanh văn bích chi Phật chỉ có được nhất thiết trí, vì ở nơi các pháp chỉ biết được một phần, chưa biết được khắp tất cả, chỉ biết được tổng tướng mà chưa biết được hết cả các biệt tướng của các pháp. Phật là đấng nhất thiết chủng trí, như thật biết tất cả tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp. Hết quyển 27.